Thì xin chào cả nhà. Và lúc này thì Thủy đang phòng ở bên phòng mẫu thực hành của các bạn. Và hôm nay thì các bạn sẽ thực hành áo vest. Và chất liệu mà các bạn đang dùng trong ngày hôm nay là chất liệu vải trượt xịn. Vải này thì có độ dày vừa phải và có độ co giãn nhẹ và không bị nhầu, cho nên mặc rất là thích. Có thể phù hợp với những cái vest dáng suông, hoặc là kết hợp với quần suông, hoặc là quần sóc kiểu hay còn gọi là sóc váy. Thì vải này chúng ta sẽ có hai form áo vest có thể sử dụng. Một là form dáng suông thì chúng ta không cần phải ép mùng, mà chúng ta chỉ để nguyên phần vải như thế này thôi. Và chúng ta chỉ cần ép mùng ở cái phần nẹp áo cũng như là phần cổ áo hoặc là phần nắp túi. Còn một loại form thứ hai là form dáng ôm, thì chúng ta cần phải có một cái phần form thật là tôn dáng và rõ ràng, cho nên là chúng ta sẽ ép mùng cả áo. Và sau đó thì trong quá trình làm thì chúng ta sẽ có một số những chi tiết ép thêm vào cái phần nẹp hoặc là phần đáp để cho cái phần nẹp áo của chúng ta được đẹp hơn. Thế thì quy trình của ép mùng cho dáng áo form ôm cho ngày hôm nay á, thì Thủy đang sử dụng thứ nhất là một loại mùng xoa, là cái loại mùng xoa mà có cái mặt nó rất là mịn và trơn và có độ dính rất là chắc nhưng mà hơi mỏng. Còn một loại mùng tiếp theo là một loại mùng trứng nhện hay còn gọi là mùng Triều Tiên, thì sẽ có độ dày hơn và cũng có độ co giãn và cũng rất là êm. Thế thì khi chúng ta ép ấy, thì vải này của chúng ta là vải sẽ hơi bị co do nhiệt, cho nên là các bạn sẽ là trước nhé. Ví dụ như các bạn sẽ là co vải trước này. Và đây, các bạn sẽ để số bàn là ở cấp độ khoảng số 3 hoặc là số 4 tùy theo bàn là của các bạn như thế nào. Thì các bạn sẽ là đấy. Các bạn là thì bao giờ các bạn cũng là mặt trái vải, mặt trái của vải các bạn nhé. Xem bạn nào là mặt trái, mặt trái của vải này. Đấy. Bạn sẽ nhìn ở phía này, từ phía đến thì sẽ dễ hơn để không bị dính vào tay. Đó, thì bạn thấy là chúng ta sẽ có mặt trái ở vải đây. Đấy, bạn chưa có thể cho nhiều thì cũng được. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ là, và khi làm chúng ta sẽ đặt bàn là thẳng như này. Chúng ta sẽ đặt bàn là thẳng như này. Đó, chúng ta đừng có là rũi, rũi nó sẽ bị bay. Và các bạn sẽ là đều tay. Các bạn sẽ là đều tay để hết cái khoang này và phẳng. Sau đó thì các bạn sẽ là lật lại. Bình thường thì các bạn sẽ là cả một tấm vải. Các bạn sẽ là cả một tấm vải xác định từ ngay từ đầu, là xem là chúng ta dự kiến là cắt hết khoảng bao nhiêu vải thì chúng ta sẽ là hết cả tấm. Sau đó thì các bạn mới đặt dập lên và các bạn mới cắt thật là chuẩn và có đường may. Còn hôm nay thì các bạn đang là từng mảnh nhỏ để các bạn dễ hơn, cho nên là các bạn đã cắt ra từng chi tiết một, sau đó thì các bạn mới làm. Đấy, thì các bạn sẽ là hết như này đó. Và các bạn nhớ nhá, là khi chúng ta là chúng ta không được vũ bàn là, mà chúng ta chỉ việc là đặt bàn là như này, đặt như thế này, đặt như thế này, đặt thế này, đặt thế nhá. Đó, và chúng ta sẽ đặt như thế xong, sau đó thì lúc đấy chúng ta mới đặt cái phần là mùng của chúng ta lên. Ví dụ như mùng của bạn miếng ta to một chút chẳng hạn, thì các bạn ví dụ như vậy thôi, các bạn đặt cả một cái mảng mùng to hết lên trên này để làm đó. Thế thì để cho các bạn nhìn trực tiếp thì đây, cái phần này là cái phần này là phần mà đây là của phần thân trước của bạn ý. Đây là phần thân trước nhá. Ở đây là phần thân trước này, bạn đã có hai mảnh ở đây. Và bạn ấy đã cắt thành từng khoanh như thế này bạn làm. Đó. Thì các bạn nhớ là các bạn mà làm chuyên nghiệp và muốn làm nhiều ấy thì các bạn lên là cả một mét vải to. Khoảng hết bao nhiêu vải thì các bạn sẽ là bấy nhiêu. Sau đó rồi các bạn mới đập dập lên các bạn cắt. Và lúc đấy chúng ta mới cộng đường may. Thế thì cái công đoạn mà chúng ta đang là ở trên áo như thế này này, là các bạn sẽ là để cho nó dính vào nhau thôi. Có nghĩa là dính cái phần mùng và mấy phần vải thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt lên máy. Đó. Thế thì các bạn thấy là sau khi chúng ta dính tạm thời rồi thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn bạn làm ở trên máy. Đây là phần máy đây. Không sao, bạn cứ kệ đấy, không sao đấy, cô để cho nó lạnh đấy. Đây các bạn nhìn thấy là đây là một máy nó chuyên để ép mic hay còn gọi là ép mùng. Đó, chuyên để ép mic hay ép mùng. Thì máy này là đang có chiều dài khoảng 70cm và chiều rộng khoảng 40cm. Thì trên máy này của chúng ta thì sẽ có các cái chế độ của các cái cấp độ cái nhiệt ý. Đấy, cấp độ nhiệt. Thì chúng ta sẽ bật công tắc ở bên cạnh đây các bạn này. Bật công tắc ở bên cạnh đây. Đấy, chúng ta bật công tắc lên, có nghĩa là công tắc điện. Sau đó thì các bạn cài đặt ở đây là với số nhiệt, ví dụ như là 170, và đây là số phút là cô để đang là 35 đến 40 giây.
Sau đó thì khi nào mà máy nó báo đủ rồi thì nó sẽ có tiếng kêu tít tít. Và hiện tại thì máy này đã được báo đủ. Sau đó thì cô sẽ đặt cái phần thân này lên. Đấy. Các bạn sẽ đặt hai phần thân này chúng ta lên nhé. Các bạn có thể đặt luôn một lúc cả hai mảnh các bạn nhé. Đây, hai mảnh. Các bạn đặt xuống này. Các bạn cẩn thận luôn, trên này bị bỏng nhé. Thì chúng ta nên có găng tay. Đấy, các bạn có găng tay. Sau đó thì các bạn sẽ ấn xuống. Đấy. Và khi mà đặt xuống như thế này thì các bạn sẽ thấy là số dây mà chúng ta đã cài đặt ở đây là sẽ được nhảy theo số lùi. Khi nào mà nó nhảy về số 0 là nó sẽ báo hiệu là tít 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 là đã được. Thì lúc đấy chúng ta sẽ nhấc lên. Chúng ta sẽ nhấc lên, sau đó thì chúng ta sẽ lấy ra. Và khi nào lấy ra thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần bàn là. Các bạn sẽ sử dụng một cái bàn là như này. À, đây là cái bàn là gỗ. Thì tí nữa chúng ta sẽ dê dê ở trên cái mặt vải cho nó dính. Xong rồi chúng ta sẽ đặt cái phần vải đấy của chúng ta xuống dưới chỗ phần đất lạnh để không bị rộp. Ok, như thế đấy, đúng rồi. Bạn đứng xa cho cô nhờ chị. Đây. Các bạn có nghe tiếng kêu kêu không ạ? Khi mà kêu như này là các bạn phải nhấc lên luôn nhá. Đó, các bạn nhấc lên luôn. Như cô nói là chỗ này của chúng ta rất là bỏng, nó giống như một cái bàn là khổng lồ nên nó rất là to. Và đây là cái bàn là gỗ. Thì các bạn sẽ miết ở đây cho cô. Các bạn miết giống như là các bạn là thủ công vậy. Các bạn miết như thế này. Đó, các bạn miết. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ đảo chiều. Các bạn sẽ đảo chiều cho bên dưới. Đấy. Các bạn đảo chiều như này cho bên dưới thì để cho chúng ta có hai thân giống nhau. Hoặc là các bạn có thể ép từng thân một cũng được nhá. Sau đó thì các bạn lại đặt xuống. Đấy. Và các bạn sẽ lại chờ tiếp trong bấy nhiêu giây. Khi nào mà kêu tít tít rồi thì chúng ta sẽ lại lấy ra. Và như cô vừa nói lúc nãy là lấy ra xong thì cô đang đặt ở dưới đất đây này. Đấy, bạn nhìn xuống dưới chỗ. Đây. Đây, lúc nãy là cô đang đặt ở dưới này. Cô đang đặt ở dưới này để cho kiểu dưới nền nhà này kiểu lạnh ấy. Đang nóng mà gặp lạnh thì sẽ cái vải của chúng ta nó sẽ được phẳng và nó sẽ được êm và nó không bị bong rộp. Các bạn hiểu không? Đấy, khi mà chúng ta làm xong rồi thì các bạn đặt xuống cái sàn nhà thì lúc đấy vải của chúng ta đang rất là nóng. Thì khi chúng ta đặt xuống dưới nền á, thứ nhất là để cho vải nó phẳng, thứ hai là nó có cái độ co và chắc hơn. Đấy, máy lại kêu. Các bạn có thấy nhanh không ạ? Đó. Và lúc này thì chúng ta đã lại thấy nó báo hiệu là đã được. Sau đó thì các bạn sẽ lại là cho cô. Đấy, các bạn sẽ là. Đấy, các bạn sẽ là cho cô. Sau đó thì các bạn sẽ lấy xuống và các bạn đặt xuống đây. Các bạn đặt xuống đây nó phẳng. Đấy, các bạn đặt xuống đây. Đó. Các bạn có thể đặt phẳng nhá. Khi mà đang nóng như thế này thì các bạn không được để bị nhầu nhá. Đấy, đang nóng như thế này thì các bạn sẽ phải đặt ở dưới này cho thật là phẳng để tránh trường hợp kiểu bị nhầu ấy. Thì quá trình mà bị nhầu là nó sẽ phồng rộp. Đấy. Bây giờ bạn lại đặt tiếp các cái phần còn lại còn không ạ? Hết ạ. Ôi giời, nhanh quá. Như vậy là Thủy vừa hướng dẫn các bạn một số kỹ thuật liên quan tới ép mùng bằng máy công nghiệp. Đây là máy loại cỡ nhỏ. Các bạn có thể sử dụng máy to hơn để các bạn có thể ép được số lượng nhiều hơn. Có thể các bạn ép một lúc cả một cây vải cũng như là sản xuất số lượng rất là nhiều. Đấy. Thế thì sau khi các bạn làm xong rồi thì lúc này các bạn sẽ tắt công tắc ở bên cạnh này đi. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi chúng ta làm xong rồi thì các bạn thấy đây có cái công tắc này. Đấy. Đây có cái công tắc thì mình sẽ tắt đi. Đó, mình tắt đi và mình để nguyên xi máy như thế này. Khi nào nguội rồi thì chúng ta mới đóng lại nhá. Để tránh trường hợp bị nén khí trong này mà nó sẽ nhanh hỏng bàn là của chúng ta. Rồi, các bạn có câu hỏi gì thì cứ alo nhắn tin cho Thủy và viết dưới phần bình luận thì Thủy sẽ trả lời mọi người. Xin chào cả nhà. Cả nhà xin vỗ tay. Rồi, còn ai là gì nữa không ạ?